Một nhóm các nhà thiên văn học tại Đại học Bang Georgia gần đây đã công bố kết quả trên tạp chí Thiên văn học cho thấy khoảng thời gian để một ngôi sao mà họ quan sát được đi từ nơi sinh của nó đến vị trí hiện tại trong không gian vượt quá tuổi ước tính của ngôi sao. Điều này đặt ra một câu hỏi, làm thế nào mà ngôi sao đi xa được trong thời gian tồn tại của nó? Trong bài báo, nhóm nghiên cứu đưa ra lời giải thích về việc những ngôi sao khổng lồ có thể được tìm thấy ở xa nơi sinh của chúng như thế nào trong đĩa thiên hà Milky Way của chúng ta. Những ngôi sao khổng lồ có khối lượng gấp hàng chục đến hàng trăm lần so với mặt trời của chúng ta, rất nóng và đốt cháy hydro mà chúng được tạo thành rất nhanh chóng thông qua các phản ứng hạt nhân trong lõi của chúng. Những phản ứng hạt nhân này là nguyên nhân khiến các ngôi sao tỏa sáng. Vì những ngôi sao khổng lồ này nhanh chóng sử dụng hết nhiên liệu, nên vòng đời của những ngôi sao này cực kỳ ngắn, 10 triệu năm so với 10 tỷ năm cho vòng đời của những ngôi sao giống mặt trời. Các ngôi sao được sinh ra trong các tinh vân khí và bụi khổng lồ. Chúng được sinh ra từ những đám mây này với tốc độ ban đầu và hướng xuyên qua không gian được thừa hưởng từ tinh vân, đẩy chúng ra khỏi nơi sinh của chúng. Những tinh vân này rất lạnh và dày đặc, là nhân tố chính thúc đẩy sự hình thành sao và chỉ nằm trong phần đĩa phẳng của thiên hà chúng ta. Do đó, các cụm sao trẻ được tìm thấy trong đĩa của thiên hà. Vì thời gian tồn tại của các ngôi sao lớn rất ngắn, chúng ta nên mong đợi chúng sống và chết tương đối gần nơi sinh của chúng vì chúng sẽ không có nhiều thời gian để di chuyển trước khi đốt cháy hết nhiên liệu. Vì vậy, tại sao một ngôi sao lớn lại được tìm thấy bên ngoài đĩa thiên hà của chúng ta? Douglas Gies và nhóm của ông đã quan sát ngôi sao HD 93521 bằng cách sử dụng kính thiên văn Gaia của cơ quan vũ trụ châu Âu. Họ xác định ngôi sao được tìm thấy 3.600 năm ánh sáng, hay 21.1 × 4 triệu triệu dặm, tức là 21.1 với 15 số 0 phía sau nó, phía trên đĩa thiên hà. Họ cũng quan sát quang phổ của ngôi sao ánh sáng do ngôi sao phát ra như một hàm của bước sóng để xác định khối lượng, tuổi và chuyển động của ngôi sao trong không gian. Họ phát hiện ra rằng HD 93521 nặng hơn mặt trời khoảng 17 lần. Tồn tại mối tương quan giữa khối lượng và tuổi của một ngôi sao, được thúc đẩy bởi tốc độ mà các ngôi sao sử dụng hết nhiên liệu cho các phản ứng hạt nhân trong lõi của chúng. Dựa trên mối tương quan này, tuổi dự đoán của ngôi sao là 5 triệu năm. Chuyển động của ngôi sao, tốc độ và hướng của nó trong không gian cho chúng ta biết ngôi sao sẽ cần phải di chuyển trong 39 triệu năm để đến được vị trí hiện tại của nó. Do đó, ngôi sao lẽ ra phải đốt cháy nhiên liệu hạt nhân từ rất lâu trước khi nó có thể đến được vị trí mà nó được quan sát. Làm thế nào điều này có thể được? Chìa khóa của sự khác biệt này có thể được giải thích bởi các vụ sáp nhập sao. Nhóm nghiên cứu cho rằng HD 93521 đã rời đĩa thiên hà dưới dạng hai ngôi sao riêng biệt khối lượng thấp, chứ không phải là ngôi sao đơn lẻ hiện đang được quan sát. Tốc độ đốt cháy nhiên liệu của các ngôi sao nhỏ chậm hơn nhiều so với các ngôi sao lớn. Do đó, những ngôi sao này có khả năng đi lạc xa hơn nhiều so với nơi sinh của chúng. Tốc độ quay cực cao của HD 93521 là bằng chứng quan trọng cho thấy hai ngôi sao riêng biệt đã hợp nhất để tạo thành ngôi sao này, hai ngôi sao nhỏ hẳn đã tồn tại trên quỹ đạo xung quanh nhau, đủ gần để chúng ngày càng gần nhau hơn theo thời gian do tác dụng của lực hấp dẫn và cuối cùng hợp nhất thành ngôi sao mà chúng ta quan sát ngày nay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!